Hello các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với từ love. Ví dụ như là God loves you, thì God là Chúa, love là yêu, you là bạn, God loves you. Chúng ta sẽ thực hành với từ love more nhé. God loves you. Hay là I love my parents. I love my parents. Tôi yêu cha mẹ của tôi. My parents là cha mẹ của tôi. I love my parents. Hay là I love this food. Tôi yêu món ăn này. This là này. Food. Food là đồ ăn. I love this food. Hay là tôi yêu Hà Nội chẳng hạn. I love Hà Nội. Hay là I love Sài Gòn. Hoặc là nếu mà các bạn ở các tỉnh khác, ví dụ như là Đà Nẵng hay là Lai Châu, I love Lai Châu, I love Đà Nẵng. Ok, từ đầu tiên chúng ta đã học là I love cái gì đó, tôi yêu cái gì đó. Ha. Hallelujah.